Đó, thiệt, đập mấy hầm này vui kinh luôn á, tốn nhiêu tiền cũng được á. 90 ngàn là gì, 900 ngàn cũng đi nữa. Tại đi có lần mà. Đi có lần mà. Tự nhiên đang chạy một khúc đường, thấy đống xe tải đậu là thấy nghi rồi. Thì ra khu đó có cái cù chỏ. Mấy bác tài xuống phải là vô xuống làm vài ly vodka cho cái tinh thần nó đeo được cái đó. Trời ơi, coi, leo dốc ghê lắm. Xin chào các bạn đến với chương trình Duy Nguyễn Vlog Du Lịch. Thì mục tiêu của chương trình này là Duy muốn chia sẻ với các bạn những cái kiến thức về du lịch, những cái địa điểm mà Duy đã từng đi qua, trên một cái mục đích chung là giúp cho các bạn hiểu hơn về đất nước Việt Nam, hiểu hơn về thành tựu của Việt Nam sau bao nhiêu năm phát triển kinh tế. Đó, để cho các bạn thứ nhất là mình tự hào về quê hương, thứ hai là biết mình đang có cái gì cần phải khắc phục. Đó, mình cần cái gì phải sửa chữa để cho mình sánh vai với các địa phương khác, cũng như là sánh vai với bạn bè Nam Châu. Đó, nên trong những cái địa điểm mà Duy đi qua đó thì có chỗ nào chưa được hay gì đó thì các bạn cũng nên nhìn nhận đó, để chúng ta cùng nhau phát triển chung sức, chung lòng để thu hút nhiều du khách, để cho chúng ta biết được mình thiếu cái gì, sai cái gì, sót cái gì để chúng ta khắc phục ngày, để nâng cao hơn về cái sự thành công của địa phương chúng ta. Thì tạm biệt Nha Trang. Nha Trang một thành phố biển cũng đẳng cấp nhất Việt Nam rồi đấy. Đó, bây giờ chúng ta đi qua một cái thành phố cũng có tham vọng thứ hai, Quy Nhơn. À, Quy Nhơn nó nằm gần Nha Trang, đi chừng khoảng 3-4 tiếng xe rồi đó, bạn chả biết nữa, tùy công an nhiều hay ít. Đó, rồi xe nhiều hay ít, rồi xe xịn hay xe không xịn nữa. Nhưng mà đường đi từ Nha Trang mà đi ra ngoài Quy Nhơn á, thì ok, khỏi lo đi. Đường không có xấu. Nói chung cái đoạn đường á, thì nó rộng bằng với đường về Cần Thơ, nhưng mà lượng xe chắc bằng được 1/5. Thiệt, chạy vô tư, chỉ sợ bắn tốc độ thôi. Thiệt các bạn, nhiều khi vô lý, đang chạy theo te tự nhiên cái bị bắn tốc độ. Vì sao? Vì vượt quá tốc độ trong khu dân cư. Đó là hơi chú ý một tí. Nói chung là đường đi về chất lượng đường xá thì mới có những dự án BOT đầu tư, nên bạn còn ngại về đường, nhất là bạn nào đi về xe hơi đó, đi xe ô tô thì yên tâm đi nha. Ngày hôm nay Duy sẽ nói về đoạn đường quốc lộ 1A đi từ Nha Trang đến Quy Nhơn. Thành phố Nha Trang là thành phố nó nằm ngoài biển, nó lọt hỏm ngoài biển đó. Ví dụ bằng đường tưởng tượng nha, quốc lộ 1 đặt cái tay của Duy đi, thành phố Nha Trang nằm đây nè, bạn chơi bời trong đây đúng không, xong bạn phải bò ra đây bạn mới đi được, đi thẳng ra phía bắc rồi ra Quy Nhơn đúng không, mà từ đây ra đây cũng gần tiếng đồng hồ đó ba. Từ đây ra đây gần tiếng hồ đó. Xong rồi ra đây mới chạy nhanh được nha. Chứ ở trong thành phố Nha Trang đi cũng dích bò đó. Không phải giỡn đâu. Xong rồi ra đường lớn một xíu đó thì nó mới hết dích bò. Nha, bữa nay mình chơi nha, mình cái nội dung vlog này là từ quốc lộ 1A cái điểm Nha Trang đến quốc lộ 1A cái điểm ngay chỗ Bình Định thôi. Còn cái chỗ thành phố Bình Định vlog sao? Phải chẻ ra kiếm video nha. Chứ làm nó nói nhiều quá, một video cả tiếng à, nói cho nổi lại. Thì thật sự đoạn đường từ Nha Trang mà đến Bình Định á, thì những cái bạn nào sống ở địa phương này nên tự hào đi. Tại vì nói thật với bạn, con đường quốc lộ 1A chỗ đó là đẹp dạng người mê rồi. Nói đẹp là sao, nó có được hai len mỗi bên, hai bên bốn len, con len cứng ở giữa chạy ta te, vậy là đẹp rồi đó. Chứ vô trong Đồng Nai coi nhìn thấy ghê đó. Vô trong Đồng Nai cái trời đất coi nó kẹt cứng ngắc. Còn ở đi về Cần Thơ thì đoạn đường nó cũng bằng nhau vậy đó, nhưng mà lưu lượng xe miền Tây từ thành phố Hồ Chí Minh về Cần Thơ nó gấp 5 lần ở ngoài khu các bạn luôn, nên chạy không có được nó. Còn khu các bạn đường nó vắng tanh nè, chạy đã lắm bạn, chạy nhiều khi cảm giác như mình đi lạc ấy. Lâu lâu gì lái là phải bật qua cái navi cũng mệt lên kịch chỉnh dùm ra coi đi đúng đường quốc lộ 1 không bà. Ông ra chạy hồi lộ lạc đường nữa. Trời,
ngoài đó cái đường đó mình không nghĩ nó quốc lộ luôn các bạn, nó vắng xe chạy sướng lắm đó, đường đó cho 120 luôn cũng được ta. Nhưng mà nó vẫn có một cái là khu dân cư nè, trường học nè, nằm rải rác đồ lưa nha, đi chú ý bản nha, biển nha, nhiều khi bị cái cây nó che hay là bị cái mưa nó quay cái biển đâu vô trong kia kìa, đọc nó thấy nha, tới hồi bị phạt vô khó trình bày lắm á. Mình phải thừa nhận điều khung cảnh miền Trung đẹp, cảnh vật hai bên đường đó nó giống như một cái background vậy đó, đúng không? Nếu mà miền Tây là những vựa lúa vườn trái cây mà hiếm lắm mới thấy ba, thấy toàn là gì khu nhà dân này nọ rồi kho xưởng này nọ không nhiều à, chứ một con đường mình tưởng tượng nó nằm hai bên là lúa đồ này nọ. Wow. Ha, bên là núi, bên là lúa đồ, nhìn đẹp chứ bộ, đúng không? Đẹp thì nó đẹp thôi đó. Cái khung cảnh đường miền Trung nó cong, nó uốn lượn, nó lên xuống, rồi nó có những cái bách rau, nó làm cho mình cảm giác nó đẹp. Nó đẹp tại vì thì sao, đúng không? Người ta đi lên Đà Lạt người ta cũng vì cái chữ đẹp đó đó. Người ta lên Đà Lạt thậm chí tốn có tiền, đâu có tiền đâu, cũng lên Đà Lạt nữa chi vậy. Thứ nhất nhìn con đường, và thứ hai hửi cái lạnh thôi, không có gì trơn trọi đó. Hai đứa tự nhiên yêu nhau đổ đầy bình xăng lên Đà Lạt vậy đó mấy em. Xe máy ở đây bệnh chạy được không ta, không biết nữa. Nó đổ đầy bình xăng đi Đà Lạt, cuốc nhau chả. Nó đi buổi trưa tới buổi tối lên chả chụp hình selfie đứng ngay chỗ trái chị địa cầu, 10 thằng như một. Tao nói thiệt, cái mấy ông nội đi du lịch rập khuôn chết mẹ, đúng không mấy em? Bây giờ mấy em coi bạn em coi like anh câu coi, nó lên Đà Lạt tối ngày 10 đứa như một chụp hình trái địa cầu, 10 đứa như một ra Tiền Lâm chụp hình cây cầu, 10 đứa như một ra tiệm bánh mì cối xe gió chụp. Nó láo lạnh bỏ là bê lóc luôn á, nghĩ phải rập khuôn quá. Quay lại chủ đề, cái đoạn đường đó đi tại sao Duy nói đáng lẽ là không làm vlog này đâu, nhưng mà mình làm vlog này để mình thấy một cái điểm mới rất son, rất mới của Việt Nam. Wow. Mà nếu mà cái điểm này mà nhân rộng ra, nhân mạnh ra là ngon lắm mấy em. Đó là cái gì? Đó là cái gì? Hầm chui núi. Cái lúc mà anh đi qua bên Nhật Bản đó, thì bên Nhật Bản là một cái đất nước phát triển nằm trong G7, khỏi nói rồi, độ chảnh chẹ của Nhật Bản khỏi khe, đúng không? Nhật Bản là niềm tự hào của châu Á, tại vì châu Á mình có nước Nhật Bản sang chảnh nhất nha, trình độ phát triển người dân Nhật rất cao. Nói chung 11 đi làm vlog về lịch sử Nhật Bản nói cho nghe, không phải tự nhiên nó mà có đâu, nó cũng bàn tay nó rúm máu lắm nó có được vậy đó. Đó thì ở bên Nhật Bản là một quốc gia đồi núi rất là nhiều đó, nên cái giao thông hạ tầng bên Nhật Bản nó phát triển cũng khá là kinh khủng nha. Duy chưa đi Trung Quốc thì Duy không biết Trung Quốc với Nhật thằng nào hạ tầng phát triển cao hơn. Wow. Nhưng mà thằng Nhật Bản cũng là một cái quốc gia nó phát triển hạ tầng rất là ghê, đúng không? Cái chuyện mà hầm chui núi bên nó là bình thường. Nói thiệt với bạn á, đi một con đường từ tỉnh A qua tỉnh B toàn là chui núi không à. 12 giờ trưa mà nhìn tưởng nó 12 giờ đêm nữa các bạn. Nó ở Sài Gòn các bạn đi cái hầm Thủ Thiêm thế nào thì cái hầm chui núi nó cũng giống giống vậy đó, nhưng mà cái hầm Thủ Thiêm là hầm chui sông. Còn cái hầm chui núi là nó chui qua cái núi luôn. Nó chui qua cái đèo luôn. Đó, cái hầm chui núi nó cực kỳ quan trọng để cho phát triển giao thông. Bạn hiểu không? Thí dụ cái núi bạn cao nhọng vậy đi. Cái núi là này đi, cái núi là này đi ha. Bây giờ từ từ bạn phải ví dụ cho nó dễ hiểu, không bạn không hiểu. Đó, ok. Đó, núi phải nó từ từ, cái núi gì mà kỳ gì không biết nữa đó, núi là này. Nào nữa ta. Này đi ha, rồi nè. Thì bây giờ á, một á cái đường quốc lộ 1A từ bên đây nó qua bên đây, đúng chưa? Mà bây giờ á cái hầm chui núi á nó đâm một cái dẹo từ bên đây, nó đâm xuyên, nó con robot nó khoan mà. Nó khoan nó khuyệt, nó chạy thẳng qua đây luôn. Đó, nó chạy thẳng qua đây luôn. Còn nếu mà không có hầm á thì bạn phải chạy đường đèo, bạn đi vòng như nè, bạn đi chừng biết bao nhiêu cái vòng nó mới tới. Nói chung là nó sẽ giúp cho bạn đi nhanh hơn, nó giúp cho bạn đi nhanh hơn, đỡ tốn xăng hơn, an toàn hơn. Thì ở Việt Nam, ở miền Trung của mình nó có rất là nhiều núi đó và rất nhiều đèo. Thì bây giờ phát triển được cái hệ thống hầm chui núi này á thì cái giao thông Bắc Nam nó sẽ thông suốt hơn. Wow. Nó dễ đi hơn và nó ok hơn. Vậy thôi. Wow. Mình tự hào là tự hào cái điểm đó. Ngày trước chưa có mà bây giờ nó có rồi. Đó. Ở Việt Nam mình cái hầm mà dài nhất hình như là hầm Hải Vân. Cái hầm Hải Vân là nó phân tách giữa Đà Nẵng với Huế. Đó, Huế nha. Mà cái hầm Hải Vân á thì nó làm mới có một hầm thôi. Nó làm mới có một hầm thôi. Nên bây giờ là xe nó chạy có hai lane thôi. Bạn tưởng tượng không? Cái hầm nào nó cũng có hai lane hết. Thì một lane chạy chiều này, một lane chạy chiều này. Là cái hầm Hải Vân đó hiện tại nó đang bị kẹt xe và nó đang bị chật chội.
thì Hải Vân nó đang là một cái đường hầm kế bên đường hầm cũ, nó đang làm hai cái đường hầm, cái một cái đã xong xe chạy rồi, một cái chưa xong đó, thì thông xe được rồi thì nó sẽ ok. Còn ở từ cái đoạn đường Nha Trang mà đi ra Quy Nhơn, bà sẽ gặp cái hầm Đèo Cả trước. Cái hầm Đèo Cả thì nó cũng ok, đẹp. Nói chung là hầm bên Nhật sao, hầm bên đây nó cũng vậy á. Hình như một thằng làm hay gì đó bạn ơi, hình như Nhật đầu tư luôn mà. Nó cho Việt Nam vay ODA hay gì đó các kiểu, rồi nó cũng đầu tư đó, nó cũng làm luôn. Nói chung bữa đó lái xe thì quay video không kỹ, nó khoảng đâu chắc mấy cây, mấy cây không rõ đâu, bạn nào biết comment giùm nhé. Mấy cây nó cũng dài dài, không có giỡn đâu. Mà biết cái này, biết là cái này nhớ nè, tại cái này móc túi ra trả. Đi qua khỏi cái hầm đó đó tốn 90k đó. Xong đi ra khỏi một cái hầm đó nữa, chạy chút xíu nữa tới cái hầm thứ hai, đó là cái hầm Đèo Cù Mông, nó mới thông xe năm ngoái luôn mà. Cái hầm Đầm Hèo Cù Đực, cái hầm Đầm Hèo Cù Đực, cái hầm Đèo Cù Mông nó mới thông xe năm ngoái. Cái này rẻ hơn, cái loại này, cái hầm này như nó 60 hay nhiêu à đó. Thì nó có hai cái hầm đó làm cho cái chuyến đi của mình nó ngắn lại, nó làm cho chuyến đi mình nó ngắn lại bạn, đúng không? Bạn từ Nha Trang ra Phú Yên, Phú Yên ra Bình Định, nếu mà không có hai cái hầm này mà leo cái đèo này nó đủ mệt rồi. Bạn leo đèo chưa? Leo đèo kể cho bạn nghe, đèo An Khê. Đèo An Khê là đèo đi từ mà từ Bình Định mà về Gia Lai đó, phải đi qua đèo An Khê đó. Đèo An Khê nó leo như quỷ, trời ơi nó leo mà bạn nói thiệt chứ. Xe máy thì leo bon bon, xe hơi leo bon bon, còn xe tải nó không dám leo luôn mà. Tự nhiên đang chạy một khúc đường thấy đống xe tải đậu là thấy nghi rồi. Thì ra khu đó có cái cù chỏ, mấy bác tài xuống phải là vô xuống làm vài ly vodka cho cái tinh thần này nó leo được cái đó. Trời ơi, leo dốc ghê lắm, dốc cực kỳ ghê luôn á. Mà giao thông tại mình chưa có những cái con đường mà xuyên đèo nên buộc phải leo cái dốc vậy thôi chứ. Cái dốc siêu kinh luôn, mà xe container nó leo đèo nó chạy như đứng vậy đó. Bạn lại gần mà không có thấy nó chạy, còn bạn ở xa mà nhìn nó tụi nó đứng không à, nó chạy chậm lắm bạn. Nên nó thiệt bạn không, mà con hầm này sướng không? Phải như vậy, giao thông nó phải thông suốt thì đất nước mới phát triển được. Cái này là miền Trung và ta đang đi làm những con hầm gì rất ok đó mấy em. Mấy em còn biết dự án hầm nào chia sẻ cho mấy bạn vui đi mấy em. Đó, thiệt, gặp mấy hầm này vui kinh luôn á, tốn nhiêu tiền cũng được á. 90 ngàn là gì, 900 ngàn cũng đi nữa. Tại đi có lần mà. Đi có lần mà. Đó. Nên ở Sài Gòn có con hầm Thủ Thiêm. Hầm Thủ Thiêm là con hầm vượt sông hình như là đầu tiên Đông Nam Á gì đó. Đó, mà hầm Thủ Thiêm là con hầm đi qua hàng ngày. Hầm Thủ Thiêm thì nó rộng, nó rộng hơn so với mấy hầm đèo ở Nhật Bản. Người ta đã phát triển cái hệ thống mà gọi là hầm xuyên núi rất là nhiều rồi. Đó, nó giúp cho cái giao thông của Nhật Bản nó kết nối cả đường sắt, cả đường bộ này nọ kia. Ở bên Nhật Bản nó có hệ thống là Shinkansen nữa. Thì cái phần đó khi nào mà đến vlog về Nhật Bản đó, thì Duy chia sẻ cho các bạn. Như giờ miền Trung của mình, Việt Nam của mình là một cái đất nước mà nó bị dài, mà nó bị hẹp đó, nên đầu tư giao thông Bắc Nam rất là khó đó. Bây giờ có được những cái hầm qua đèo gì rất là sướng, chứ ngày xưa chưa có thôi đi đúng khổ. Bạn nào miền Trung là bạn hiểu cái gì đúng không? Đó, Duy ở miền Nam, Duy ra chơi nhưng mà Duy gặp đèo mà thấy cái hầm mà tự nhiên thấy tự hào rồi. Wow. Nhật Bản mày có, tao cũng có, Trung Quốc mày có, tao cũng có, đâu thua anh, thua chị, thua em gì đó đúng không? Cái đó là cái để mình tự tin. Đó, nên cái khi mà đi vô hầm á, là nó nếu mà hầm không dựng cái bảng mà cấm dừng tốc độ á, là Duy tắt máy xe xuống Duy quay luôn rồi. Đó, nên lúc mà đi hầm Duy phải cố gắng Duy quay cái hầm. Đó, chia sẻ cho các bạn về, khoe cho các bạn. Nói chung là cái tâm trạng lúc đó rất là vui. Duy đi gặp cái hầm thì vui lắm bạn, vui kinh khủng luôn á. Mặc dù không phải chỗ mình, chỗ đó như là Phú Yên, Nha Trang gì đó, đâu phải thành phố Hồ Chí Minh đâu. Đó, nhưng mà chia sẻ với niềm vui các bạn. Thì có cái hầm như vậy du lịch sẽ phát triển chứ, đúng không? Phát triển. Thí dụ như sau này đi, Nha Trang là một cụm du lịch biển, thằng Quy Nhơn cũng là một cụm du lịch biển, thì người ta đi Nha Trang chơi xong ta thẳng đến Quy Nhơn. Wow. Quy Nhơn lo mà xây đi nha. Đó, Quy Nhơn lo mà xây khách sạn resort 5 sao nhiều vô, xây đường nhiều vô, cải tạo biển đồ, phát triển eo gió kỳ co các kiểu vô để làm chi. Ta từ Nha Trang ta đi ra Quy Nhơn, mà ta đi từ Nha Trang ta đi Quy Nhơn ta đi cái xe đò đó, mà cái xe đò ta chui hầm cho nó khỏe chứ ai đâu mà ngồi đó leo núi. Đó, thì giao thông nó phát triển, nó sẽ kéo theo du lịch phát triển. Và có một điểm tin rất là tốt, đó là thành phố Quy Nhơn bây giờ hầu như là cần cẩu rất nhiều. Wow. Nên thành phố Quy Nhơn sẽ là một thành phố phát triển du lịch, nó song song với cái Nha Trang. Thì ở Việt Nam mình mới làm du lịch thời gian gần đây thôi,
nhưng mà mình cũng có đây những cái bước chuyển mình rất là đáng tích cực đó. Tất nhiên trong quá trình du lịch phải có này có kia, các bạn đôi khi cũng gặp chặt chém, các bạn đôi khi cũng gặp lừa đảo OVC, cái chuyện đó thì thôi từ từ khắc phục nha. Nhưng mà mình phải nhìn ra được cái tiềm năng của đất nước, mình phải nhìn ra được cái tiềm năng của địa phương, mình phải nhìn ra được à người ta đang làm cái gì để phát triển du lịch và liệu những cái việc làm đó khả thi hay không. Nếu mà khả thi thì mình ủng hộ đó. Miền Trung thì phát triển du lịch là rất ok, rất hợp lý à. Nên Duy thường xuyên là ủng hộ được miền Trung lắm bạn, ủng hộ được miền Trung lắm. Đà Nẵng nó đi nữa đó, không biết chừng nào đi thôi, chừng nào kiếm được chân dài đi sao nha. Bây giờ nó tập tạ rồi, tập tạ thiệt. Cái cười gì mày, tao giờ tao uống BCAA. Wow. Cái này là cái gì? Cái này là Lean Body nè, thấy không má? Phòng giám đốc kìa, lúc nào là cũng phải có Olip. Wow. Olip chai để sẵn uống đó đó. Còn bây giờ nè, chút anh xuống anh uống cái này, cái này là đốt mỡ nó, đốt mỡ sáng uống muỗng, giờ uống muỗng cardio. Trời đất ơi, mình phải tập tạ cho nó nhiều, cho nó khỏe, cho nó đẹp, để đi lỡ á mà mình đi du lịch á, mình cũng là một là thằng du lịch đẹp trai nhất, cái nhất, cái thứ hai mình ăn nhiều, mình không có bị mập. Nó phấn khích chia sẻ với các bạn về những cái hầm đèo nha, đó là cái niềm tự hào và niềm tự tin của Việt Nam luôn á. Anh là rất là phấn khích cái đó, anh làm xong này anh chia sẻ cho Nhật Bản nó coi. Anh có một bạn Nhật nữa, bạn Nhật nữa để cho nó nhìn thấy Việt Nam mà nó sợ chơi mấy em. Rồi bye bye chúc mấy em nha.